chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe mới vừa được công ty mình thu về nha các bạn. Trước mặt các bạn đây chính là chiếc xe Toyota Yaris số tự động 1.3 đời 2015. Xe này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nha các bạn, màu đỏ. Có một điều đặc biệt ở chiếc xe này là mới đi được có 11.000 km nha các bạn, một số km thực sự luôn. Không có tua đồng hồ, không có tác động gì tới nha các bạn. Một chiếc xe 25 là 6 năm trời chỉ đi được có 11.000 km. Và chiếc xe này của chủ trước là một chị nữ, một chị khách hàng chạy xe rất là ít và trang bị một chiếc xe đầy đủ mọi thứ luôn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi quay cận cảnh về cái xe để cho các bạn nào chúng ta đang có nhu cầu mua một chiếc xe để mà đi gia đình hoặc là phục vụ cho cái công việc hàng ngày đi lại á, thì đây là một chiếc xe đáng để mà chúng ta cân nhắc nha các bạn. Vì nó nhỏ gọn nè, rồi 4 chỗ di chuyển nó cũng dễ nữa, rồi nó độ bền nó cao, số tự động nữa. Thì bây giờ mình sẽ đi quay cận cảnh về cái thực tế, về cái ngoại thất nè, nội thất nè, công bố về cái giá bán luôn để cho các bạn chúng ta thấy. Thì hiện trạng cái xe này chưa làm đẹp nha các bạn, mới vừa thu về chưa làm đẹp, chưa có làm gì hết, chưa rửa luôn đó, để cho các bạn thấy được thực tế xe nha. Rồi xin mời các bạn về cụm đèn trước nè bạn. Đây đã được chị lắp thêm cái ốp mạc rôm nè, tạo điểm nhấn cho cái đèn nè các bạn. Thì nếu như các bạn nào chúng ta thích thì để lại, còn không thích thì bên công ty mình sẽ tháo ra. Một cái đèn zin theo xe nha các bạn. Rồi phía dưới nè có một số cái vết tan do lâu năm các bạn, 6 năm rồi, một số cái vết tan nè. Cản thì cũng có trầy nè các bạn, thì những chỗ này bên công ty mình sẽ làm lại nha, sơn lại, trầy trồ sơn lại. Mặt ca lăng nè các bạn cũng có một số vết trầy nè, mình quay cận cảnh cho các bạn thấy luôn đó. Đèn bên đây cũng là đèn zin nha các bạn, chưa thay thế, không có bị bể vỡ gì hết, không bị ố màu gì hết. Rồi phía dưới nè cũng có vết trầy nè các bạn đó, những chỗ này bên công ty mình sẽ làm lại hết. Thì do cái xe này chưa dọn, mình sẽ quay cận cảnh cái xe chưa dọn để cho các bạn chúng ta thấy. Còn nếu như mà dọn rồi thì xe như mới à. Các bạn nếu mà chúng ta không có rành về xe á, chúng ta sẽ không phân biệt được chỗ nào đã sơn lại đâu. Rồi qua phía bên hông nè các bạn, đây cũng có số vết trầy nè. Nói chung nữ chạy chắc chị chạy cũng không có chắc tay lắm, cho nên là việc chạy chỗ nó nhiều quá đó. Rồi cái mâm nè các bạn, mâm thì chỉ dơ thôi, không có trầy xước gì hết. Còn lớp nè, lớp thì chị cũng chia sẻ luôn là hôm trước á là chị đi ra cái gara để mà thay nhớt, rồi chủ gara cũng tư vấn á, là cái lớp chạy lâu quá không thay thì sẽ ảnh hưởng đến chiếc xe. Mà mới đi có 11.000 thì chị quyết định thay luôn bốn lớp mới luôn. Nói chung cũng chấp nhận cho cũng bị lừa các bạn, tại vì cái lớp này thì mới đi 11.000 thì không cần thiết phải thay đâu. Nhưng mà chị cũng được tư vấn rồi, rút cuộc thay luôn nè, lớp đời 2020 nữa các bạn đó. Từng thứ 51/2020 nè, mới đi 11.000 mà thay lớp thì ổn quá. Nói chung chị chắc cho chị không biết về xe cho nên tư vấn là thay luôn. Rồi bên hông nè các bạn, đây có vết trầy nè đó, chỗ này những cái này bên tiêu làm lại hết nha. Còn có bộ tem sport nè, gương thì không có trầy. Cửa là nước sơn zin đó chân nha các bạn, cửa nước sơn zin chân nè, sùng chỉ còn nguyên nè. Chung là cửa chỉ có trầy thôi. Rồi phía sau cũng là thay lớp luôn, 11.000 mà đi thay lớp cũng hơi phí cho đó. Chung chị cũng chia sẻ thật tình. Rồi chạy nè các bạn, phía sau cũng vậy nè, ốp đèn nè các bạn. Chị bẩn thôi, không có bể vỡ gì hết. Đây dưới đây nè bạn, nè đây chắc bị quẹt xe máy tông hay gì nè, trầy nè. Những chỗ này công ty làm lại hết nha các bạn. Hôm nay mình quay thực tế xe thôi, còn khi mà các bạn nhận xe thì công ty đã làm lại hết rồi. Rồi biển số nè các bạn, 51F26916, biển số thành phố luôn. Rồi nói chung xung quanh xe các bạn thì chạy xước cũng hơi nhiều nha, theo mình nhận định chạy xước hơi nhiều, tuy nhiên thì chỉ là qua quẹt sơ bộ ngoài thôi chứ không có cái gì nặng hết. Dùng xe cộ thì thường nữ chạy các bạn, thì nếu mà chạy tay nghề mà yếu á, tay lái mà yếu á thì dễ qua quẹt lắm. Rồi lớp này cũng thay luôn nè, thay hết 4 cái lớp luôn nha các bạn. Về phụ kiện các bạn thì bên ngoài xe đã có dán phim che mưa, dán cửa, đầy đủ phụ kiện bên ngoài xe rồi, không thiếu cái gì hết. Rồi để mình vô trong xe nha các bạn. Đây cửa là nước sơn zin hết trơn nha các bạn, mấy cái cửa, 4 cửa là nước sơn zin nha.
Rồi vô trong nè, bảy bước chân inox nè. Rồi để mình lên xe. Ghế đồ là thêm một cái ghế là bộ ghế nỉ zin luôn nè, rồi thêm một cái áo da bên ngoài để chống dơ nè. Đây nước hoa đồ có 2-3 chai luôn. Có camera hành trình Vietmap này luôn nè các bạn. Đó, chung đầy đủ hết rồi. Đây chìa khóa xe đi nha các bạn. Còn một chìa nữa là chưa dùng luôn. Mình có hai chìa, xe này có hai chìa. Để startup nữa các bạn. Đó. Đây số km thực tế nè. 11.560 km. Cực kỳ lết luôn nha các bạn. Điều hòa tự động. Số tự động chính xác nè. Nhạc nghe hay lắm nghe các bạn. Mình dặn cho nó nhỏ nhỏ xuống. Nè, camera hành trình nè. Rồi cái tới cái miếng này chưa tháo ra luôn nè. Đó. Trần đen. Đồ đạc còn để trên xe luôn nha các bạn. Nói chung một chiếc xe có thể nói là xe cọp các bạn. Anh 6 năm mà đi có 11.000 km à. Lịch sử hãng là đầy đủ luôn nha các bạn. Đây miếng lót sàn nè. Ra phía sau cho bạn thấy nè. Nói chung xe gia đình, chị chạy cho nên là trang bị đầy đủ trên xe rồi. Không thiếu cái gì hết, sạch sẽ. Nước hoa 2-3 chai luôn. Đó. Đúng rồi. Thì chiếc xe này thì bước tiếp theo là sẽ đi kiểm tra chất lượng 176 hạng mục và tiếp tục là bước tiếp theo là đi làm đẹp theo công nghệ Maruguri độc quyền của Toyota Tân Cảng. Thì dự kiến thì cái xe này khoảng một tuần lễ thì sẽ đem ra chào bán nha các bạn. Một tuần lễ nữa sẽ đem ra chào bán. Thì nếu như các bạn nào yêu thích chiếc xe này thì ngày hôm nay có thể là lên coi xe ngay được luôn và đặt cọc được luôn để mà giữ xe. Chứ thường thì công ty bên mình các bạn, khi mà những cái xe mà để chờ đợi mà hoàn thành rồi á thì hiếm lắm. Tại vì đa phần là khách thường hay mua những cái xe mà trước khi làm đẹp á, người ta thấy rõ được chiếc xe mà người ta biết được chiếc xe nó hiện trạng như vậy đó. Thì với một số tiền tương ứng như vậy thì nếu mà có yêu thích thì có thể là cọc nhanh để mà giữ xe nha các bạn. Mình điểm lại thông tin cái xe này một lần nữa nha các bạn. Đây là Toyota Yaris số tự động bản 1.3 đời 2015. Xe đi được 11.000 km, mang biển số thành phố. Và hiện tại thì công ty chào bán cái xe này với mức giá là 460 triệu nha các bạn. 460 triệu. Một chiếc xe nhỏ gọn số tự động. Hatchback phía sau rộng rãi để mà ngồi cho thoải mái luôn. Rồi 4 lớp mới đời 2020 luôn nha các bạn. Rồi nếu như các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy gọi cho mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn về cái chi phí lăn bánh cũng như những cái thủ tục mua bán nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở những chiếc xe lần sau nha. Xin chào. Quý vị và các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông tin xe cũ về nhanh nhất. Và đặc biệt sẽ nhận được một phần quà trị giá 500.000 đồng khi liên hệ Văn Thắng để mua bán xe. Xin chân thành cảm ơn.